Lee Hae-in, nạn nhân lớn nhất lịch sử cuộc thi Idol K-pop. Đối với tất cả những ai quan tâm đến cuộc thi sống còn của Mnet, Lee Hae-in chắc chắn là một cái tên rất quen thuộc. Cô đã tham gia Produce 101 mùa 1 và đã tiến đến đêm chung kết nhưng chỉ dừng chân ở hạng 17, mặc dù cũng nhận được rất nhiều lời khen trong chương trình. Sau đó, Lee Hae-in tiếp tục tham gia Idol School nhưng kết quả thu được thậm chí còn đáng tiếc hơn. Lee Hae-in luôn nằm trong top 9 gần như trong toàn bộ chương trình, chỉ có duy nhất một lần rơi xuống vị trí thứ 10 trong tập 6. Tuy nhiên, ở tập cuối, cô đã tụt xuống hạng 11 và đánh mất cơ hội ra mắt cùng Promise 9 trong sự ngỡ ngàng của số đông khán giả. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, sau khi bị đưa ra xét xử, một giám đốc sản xuất của Mnet đã bị kết án 1 năm tù, một giám đốc kinh doanh bị phạt 10 triệu won, khoảng 206 triệu đồng do bê bối gian lận chương trình Idol School vào năm 2017. Đội hình debut Trung Quốc đã bị dàn xếp khi 3 thí sinh được đặc cách tuyển thẳng. Trong đó, nạn nhân lớn nhất của hành vi đổi trắng thay đen này là Lee Hae-in. Cô đạt hạng 1 nhưng đã bị phù phép thành hạng 11, bay màu khỏi đội hình Promise 9 vì lý do hình ảnh không phù hợp. Cha Lee Hae-in tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 4 tháng 10 rằng ông nghi ngờ phiếu bầu của chương trình có thể đã bị thao túng. "Tôi nghi ngờ số phiếu của con gái tôi đã bị thao túng khi con bé bị loại trong đêm chung kết. Tôi đã muốn làm rõ vấn đề này vào năm 2017, ngay tại thời điểm kết quả được công bố, nhưng tôi cảm thấy mình buộc phải ngó lơ mọi thứ vì rất có thể nó sẽ trở thành chướng ngại vật cho việc ra mắt của con gái tôi sau này." Đông đảo người hâm mộ đã vote cho Lee Hae-in cũng có những nghi ngờ tương tự khi nhận thấy số phiếu được công bố ít hơn hẳn số phiếu mà họ đã gửi. Kẻ gian lận đã bị chịu tội, thế nhưng Lee Hae-in vẫn không thể lấy lại những gì bị đánh cắp. Cựu thực tập sinh đã có một thời gian dài khó khăn kể từ khi bị loại oan uổng khỏi Idol School và trước đó là Produce 101. Trong cuộc phỏng vấn, nữ idol thừa nhận một sự thật đau lòng rằng cô không có tiền. Sự nghiệp idol dang dở, cô phải làm nhiều công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống, bao gồm phục vụ quán cà phê, nhân viên phim trường, làm người mẫu part-time. Lee Hae-in cũng đã tiết lộ những điều gây sốc về cuộc thi Idol School. Đằng sau những thước phim lung linh, các thí sinh phải chịu điều kiện sống không đảm bảo khiến da nổi mụn, nhiều thực tập sinh mới chỉ 12 tuổi đã khóc vì đói. Chưa hết, các thí sinh bị bắt quay phim vào những khung giờ vô lý, thậm chí là 4 giờ sáng. Một số thí sinh đã phá cửa sổ để thoát khỏi cuộc sống như tra tấn. Phía công tố sau đó đã yêu cầu Lee Hae-in làm nhân chứng cho vụ án. Vào thời điểm thi Idol School, Lee Hae-in là một trong những ứng cử viên xuất sắc khi liên tục dẫn đầu những tuần đầu tiên. Thế nhưng thứ hạng của nữ thực tập sinh dần tụt dốc đột ngột. Sau khi bị loại đầy tiếc nuối, Lee Hae-in đã viết thư cảm ơn người hâm mộ và cam đoan rằng cô sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành thần tượng. Lee Hae-in và bố ruột cũng tiết lộ rằng sau khi thua cuộc tại Idol School, CJ Entertainment đã đề nghị cô ký hợp đồng và hứa hẹn cho ra mắt cho một nhóm nhạc có tên Idol School Class 1. Tuy nhiên, đó hoàn toàn là lời dối trá. Trong một năm hợp đồng ràng buộc, nữ thực tập sinh không thể tận dụng sự nổi tiếng lúc đó để phát triển sự nghiệp và cũng không thể gia nhập công ty giải trí nào khác. Lúc đó, tuổi tác của cô cũng khá lớn so với mặt bằng chung của idol. Đó là lý do mà sự nghiệp của Lee Hae-in hoàn toàn im ắng và mờ nhạt trong nhiều năm qua. Giữa tâm bão đang bủa vây các show sống còn của Mnet trong những ngày gần đây, những chia sẻ của cha ruột Lee Hae-in đã khiến dư luận càng thêm bức xúc và phẫn nộ. Nhiều người cảm thấy thương cảm cho Lee Hae-in và các thí sinh khác khi đã bị CJ Entertainment và Mnet lợi dụng rồi sau đó thẳng tay vứt bỏ. Lee Hae-in đã cố tiếp tục sự nghiệp âm nhạc nhưng không đạt được nhiều thành công. Tháng 12 năm 2019, Lee Hae-in tổ chức fan meeting đầu tiên tại Seoul và quyên góp toàn bộ số tiền thu được cho quỹ từ thiện. Tháng 7 năm 2020, cô ký hợp đồng với Groove, sau này trở thành Big Ocean Entertainment sau một vụ sáp nhập. Đến tháng 11 năm 2020, Lee Hae-in debut solo với single tự viết lời Santa Lubali nhưng không đạt được thành công như mong đợi. Cho đến hiện tại, dù vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng dường như quán quân hụt Lee Hae-in không còn suy nghĩ quá nhiều về oan ức năm nào. Giờ đây, người hâm mộ chỉ có thể hy vọng cô tiếp tục nỗ lực và đạt được tất cả những thành quả xứng đáng.